Dạ em xin chào anh Toàn. Thì đây là hai cây phụng hoàng cam em đóng gửi cho anh đây. Em đóng rất là chắc chắn an toàn. Shipper có thấy cỡ nào cũng cây ở bên trong rất là ok nha anh cứ yên tâm ạ. Tại vì gửi hàng ở đâu cũng vậy, quan trọng là gửi nhanh hay chậm. Còn chất lượng thì ăn thua là ở đơn vị đóng hàng, chỗ cái người bán đóng hàng á anh. Đấy, em quay để anh xem trước khi em gửi ạ. Cảm ơn anh thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cây bên em. Đợt trước anh đặt nhưng mà anh có việc đi công tác cho nên chuyến này về thì anh mới lấy ạ. Và bây giờ em sẽ đóng gói lại gửi cho anh. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.